Dinh, hiện là giám đốc nhà hàng khách sạn Trường Lâm. Đến với cuộc thi Thần tượng doanh nhân 2018, Hồng Dinh rất mong muốn được giao lưu học hỏi với các anh chị em doanh nhân trên cả nước, đồng thời thử sức mình ở bảng thi tiếng hát, cùng tạo nên sân chơi thật ý nghĩa nhờ có chiếc cầu nối tuyệt vời của truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV, giúp chúng ta có cơ hội thể hiện niềm đam mê, tài năng, bản lĩnh của mình trên sân khấu. Hồng Dinh mong muốn chương trình ngày một lan tỏa để hội tụ thật nhiều anh chị em doanh nhân tài năng và tâm đức. Đây là một chương trình rất tuyệt vời và ý nghĩa của chương trình là tầm tài tâm và giọng. Qua đây chúng ta có thể thực hiện sứ mệnh mang yêu thương sẻ chia đến những mảnh đời bất hạnh. Với kết quả mà bản thân Hồng Dinh đạt được, Hồng Dinh cảm thấy rất hạnh phúc và thật sự hài lòng. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, gia đình, bạn bè, khán giả đã động viên, ủng hộ, giúp đỡ cho Hồng Dinh trong suốt thời gian vừa qua. Hồng Dinh sẽ cố gắng hết sức mình trong những vòng thi sắp tới. Mong mọi người hãy bình chọn cho Hồng Dinh theo số báo danh 009. Xin chân thành cảm ơn.